Chứng khoán lao dốc, Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng nói gì? Vĩ mô tích cực, dòng tiền đang dư thừa trong bành, không hợp lý khi nhà đầu tư phản ứng theo tin đồn. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, mã chứng khoán SSI, viết trên trang cá nhân. Dòng trạng thái ngắn gọn được ông Hưng đăng tải vào sáng nay, ngày 26 tháng 10, khi thị trường chứng khoán Việt Nam với đại diện là chỉ số VN Index ghi nhận mức giảm gần 44 điểm, Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index rơi 44,62 điểm, âm 4,05%, xuống còn 1.057,04 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 704,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị đạt hơn 13.900 tỷ đồng. Trên sàn Hose có tới 498 mã giảm, 20 mã đứng giá và chỉ có 19 mã tăng. Trong rổ VN30, cổ phiếu VHM trở thành tâm điểm khi sớm giảm kịch biên độ trong phiên giao dịch buổi sáng, kéo thị trường chung giảm mạnh. Hai mã cổ phiếu họ Vingroup còn lại là VIC và VRE cũng kết phiên sáng ở mức giá sàn. Trước đó, đội ngũ phân tích của nhiều công ty chứng khoán đã đưa ra nhận định rủi ro ngắn hạn của thị trường có dấu hiệu gia tăng trở lại. Đơn cử công ty cổ phần chứng khoán dòng Việt cho rằng có khả năng diễn biến thị trường sẽ tiếp tục gặp khó trong thời gian tới, đồng thời rủi ro suy yếu trở lại vẫn còn tiềm ẩn. Công ty cổ phần chứng khoán Vietcombank cũng cho biết hầu hết các chỉ báo vẫn đang suy yếu, nhà đầu tư cần giữ tâm lý thận trọng trong khi đó SSI đánh giá thị trường vẫn chưa thoát khỏi xu hướng đi ngang trong vùng 1090 đến 1.108 điểm các chỉ báo kỹ thuật như RSI và ADX vận động ở xu thế yếu cho đánh giá chỉ số VN index sẽ chưa thể vượt ngưỡng 1.108 và duy trì dao động trong biên 1090 đến 1.108 ở phiên tiếp theo báo cáo của công ty chứng khoán do ông Nguyễn Di Hưng làm chủ tịch viết